Chỉ huy trưởng quân đội Ai Cập ca tụng Nga, tin từ Cairo. Trong lúc Ngoại trưởng Lavrov viếng thăm, chỉ huy trưởng quân đội Ai Cập đã ca tụng sự cộng tác mới với Nga. Để bào chữa việc thay đổi chính sách ngoại giao, Ngoại trưởng Nabil Fahmy nói rằng cộng tác với Nga không nhằm để thay thế cho nước nào. Ai Cập và Liên Xô là hai nước đồng minh trong thập niên 1970, nhưng Ai Cập đã nghiêng qua Hoa Kỳ sau khi ký hiệp ước hòa bình với Do Thái trong năm 1979. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng lúc này là thời gian thay đổi để quá khứ lại sau lưng. Mọi nước cần phải đánh giá lại nhu cầu và quyết định ai là đồng minh. Chu kỳ đang lặp lại, Nga là bạn của người Ai Cập, là quốc gia đồng minh chiến lược của Ai Cập, nhưng không chống lại nước nào. Tướng Abdel Fattah al-Sisi đang làm chỉ huy trưởng quân đội kiêm giữ chức vụ trưởng của quốc phòng, nhưng thực tế là đang là người lãnh đạo tối cao của Ai Cập, nói rằng liên hệ chiến lược lịch sử đang bắt đầu một giai đoạn cộng tác mới đầy thành quả trên lĩnh vực quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đang có mặt ở Cairo để thảo luận về sự cộng tác quân sự với chính phủ mới ở Ai Cập. Ai Cập đã nhận của Hoa Kỳ mỗi năm là khoảng 1.3 tỷ Mỹ kim quân viện, nhưng vào ngày 9 tháng 10 thì Hoa Kỳ tuyên bố ngừng cung cấp xe tăng, phi cơ phản lực, trực thăng, hỏa tiễn và 260 triệu Mỹ kim tiền mặt cho chính phủ Ai Cập do quân đội thành lập vì vi phạm nhân quyền, đi ngược lại tiến trình dân chủ.